Chào các bác nhá, shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em. Thông báo với lại các bác nhá, tay điều khiển ta được kiểu loa Q92 và Q93 đã có hàng để bán lẻ các bác nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ. Ở đây là cái dòng loa bẫy chim, loa mồi chim hàng cao cấp Daini, hiệu Daini các bác nhá. Hiệu Daini Q92 và Q93. Hai cái dòng Q này nhá, nó có hai mẫu, một mẫu Q92 và mẫu Q93. Thì hai cái mẫu này ấy, nó đều dùng chung một tay điều khiển các bác nhá. Một tay điều khiển. Đây tôi cho các bác xem. Cái này tay điều khiển này. Đây. Chung một tay điều khiển. Thì đây nó giống nhau thôi. Mấy hôm cái dòng này là dòng cao cấp, cái tay điều khiển nó rất là ổn định, nó có ít hư hỏng, chủ yếu là anh em hay bị rơi mất. Thì từ Tết đến giờ là shop có đặt hàng cái tay điều khiển lẻ này. Nhưng mà nó chưa có về kịp, kho chưa lấy kịp nhá. Thì bây giờ shop mới lấy được một hàng mới nhá, là có tay điều khiển này về. Thông báo cho các bác là hàng tay điều khiển của Q92 và Q93 đã có hàng nhá. Đây. Nói sơ về tay điều khiển này cho các bác nắm được nhá. Tay điều khiển này ấy, là tay điều khiển dùng pin sạc. Pin sạc có nghĩa là pin dùng hết điện là sạc thêm được. Đây. Pin sạc là pin này ấy, chính là cái pin của điện thoại Nokia cổ ngày xưa ấy. Dung lượng là 4,2V này. Và nguồn sạc của nó là 5V đấy. Đây, các bác dùng cái pin sạc như này. Khi nó yếu điện ấy, thì các bác lấy cái dây cáp thì nhà sản xuất đã cho sẵn theo cái bộ loa rồi ấy. Cái dây cáp này. Nhá. Cái dây cáp này, các bác cắm một chiều bẹt này vào đây. Và chiều này là cái chiều chân USB. Chân USB này thì các bác sẽ cắm vào cái chân USB sạc điện thoại của các bác, hay là bất cứ nguồn sạc nào mà có điện tích là 5V ấy, có cường độ dòng điện 5V ấy, cắm vào cục sạc dự phòng cũng được. Để khi các bác sạc thì đèn này nó sẽ lên màu đỏ nhá. Thế khi nào đầy ấy, thì nó sẽ tắt màu đỏ đi. Khi nào đầy nó sẽ tắt đèn đi. Đây là pin trong này nó đầy nhá. Thế các bác lưu ý là với cái tay điều khiển của Q92 này ấy, thì nó dùng quả pin này thì nó rất là phổ thông, nó rất dễ mua, các bác mua ở đâu cũng được, ở tiệm điện thoại tiệm nào cũng có, và tùy thuộc vào chất lượng của quả pin, có thể là có loại quả pin 30.000, 40.000, có loại 50.000, có loại 70.000, có loại 120. Thì các bác muốn dùng loại nào thì các bác tự mua loại đấy cho theo nhu cầu của các bác. Thế còn khi mà shop bán cái tay điều khiển này thì sẽ là không có pin đi theo các bác nhé. Các bác lưu ý không có pin đi theo, tại vì nguyên bản đây là nhập từ kho về ấy, thì cũng không cho pin, họ cũng không cho pin nhé các bác nhé. Em nguyên bản đây là nhập từ kho về thì không cái nào có pin hết. Cái pin này là cái pin đi theo bộ loa ấy, đây này. Đấy, cái pin này tôi thấy giới thiệu là chính là cái pin đi theo bộ loa này, này. Là bộ loa mới cho quả pin này đi theo. Thì tôi bóc ra tôi giới thiệu cho anh em xem là quả pin như vậy. Chứ còn đâu mà khi mình nhập tay điều khiển lẻ ấy, thì sẽ không có pin. Các bác mua hàng thì mua tay điều khiển thì các bác về sẽ phải tự mua pin, hoặc là dùng cái pin cũ của mình dùng lại nhá. Đấy, các bác lưu ý kỹ như vậy nhé. Tay điều khiển Q92 là sẽ không có pin sẵn. Và thông báo với anh em rộng rãi là đã có tay điều khiển Q92 này á. Thì các bác nào mà xem được video này thì vui lòng chia sẻ nhé, chia sẻ hộ shop để cho một số anh em trong thời gian vừa qua mà bị hư hỏng hay bị mất mát tay điều khiển này, hiện giờ chưa mua được thì để nắm được thông tin, cập nhật được cái thông tin để anh em biết đặt hàng để lấy cái tay điều khiển về chơi thỏa chí đam mê nhá. Thì một số anh em là bị mất tay điều khiển mà chưa mua được thì là cân loa không thì cũng không có tác dụng gì hết, không điều khiển được, anh em đi mồi bẫy rất là khó. Thì các bác xem được clip video này, các bác vui lòng và chia sẻ dùng shop nhá, để cho anh em cập nhật được thông tin là đã có hàng tay điều khiển Q92 và Q93 bán lẻ nhá. Bán lẻ cái hàng này thì hàng nó ít hư hỏng thôi, hàng chất lượng cao, hàng tốt mà. Đây là tay điều khiển của cái dòng Q92 và 93, cái dòng cao cấp đấy. Đây là cái cơ bản tay điều khiển tôi giới thiệu rồi. Đấy, thông báo với anh em là đã có tay điều khiển lẻ nhá. Các bác có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp với shop nhá. Liên hệ trực tiếp với shop Tân Ánh, Sông Ngọc Ánh nhá. Rồi tay điều khiển lẻ cho dòng loa điều khiển từ xa Daini Q92 và 93 đã có nhiều nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác đang theo dõi clip trên kênh YouTube của shop Tân Ánh nhé. Các bác vui lòng bấm nút đăng ký ủng hộ kênh cho shop và bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh thì các bác sẽ nhận được những thông báo mới nhất về những video mà shop mới đăng tải.
giới thiệu về sản phẩm, chia sẻ những kiến thức về loa đến cho các bác nhé. Xin nhận được mong nhận được sự ủng hộ các bác nhiều hơn nữa. Shop online Tân Ánh, ship hàng COD toàn quốc, uy tín chất lượng, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác sau.